mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Năm 56. Hủ tiếu lứt nước. Nguyên liệu: 300 gram hủ tiếu lứt khô, nước lã, một củ cà rốt, hai lá bẹ bắp cải, một nhánh bơ arô, rau thơm, hai cây rau xà lách, dầu ăn, súp miso. Chúng ta sẽ làm như sau: rửa 250 gram hủ tiếu khô và ngâm nước lã độ 10 phút rồi vớt ra. Đem nước ngâm hủ tiếu nấu sôi, bỏ hủ tiếu vào để nước sôi lại 5 đến 7 phút cho mềm nhưng chưa chín bở, thì rút ra cái rá kê trên một cái nồi, dùng đũa xới nhẹ, có thể xối qua một ít nước chín nguội cho hủ tiếu khỏi dính cục. Rửa sạch rau củ rồi sắc cục cà rốt, chồng lá bắp cải lên nhau sắc sợi, bơ arô sắc nhỏ, rau thơm chảy nước để ráo, xà lách hay là rau diếp tách lấy lá rửa sạch rồi chảy nước và cắt khúc 1-2 cm, cộng thì có thể tước vỏ và cắt lõi thành lát mỏng. Bẻ 50 gram hủ tiếu khô còn lại thành khúc 2-3 cm, chiên phồng lên. Đem bơ arô, cà rốt, bắp cải xào với dầu và đổ 4-5 chén nước, có thể dùng luôn nước luộc và nước xối hủ tiếu vào đấu. Nêm miso như là món súp miso rau củ thành nước lèo rồi hạ nhỏ lửa để trên bếp giữ nóng. Bỏ hủ tiếu vào lưng tô, chan ngập nước súp nóng với một ít rau củ, thêm vài lá rau thơm, có thể thêm ít giá trụng và vài cọng hủ tiếu chiên, trộn đều rồi ăn. Nếu lạc thì thêm tương đặc miso hoặc là nước tương thực dưỡng tamari, có thể thêm tiêu bột hoặc là ớt. Chúng ta cũng có thể thêm đậu phụ tươi, các hạt lựu chiên vàng, cũng có thể thêm thơm, cà chua, nấm hoặc là tôm, cua như ở món mì Quảng. Nếu sau khi nghe xong yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Ha ha ha,